một cái credit nó mạnh, cái cuộc đời nha, nó mạnh. Thì giờ theo các bạn nghĩ sao để cho nó mạnh? Thì những cái quá trình đó từ năm 1 tuổi tới năm 12 tuổi đó, bạn bỏ vô được cái gì? Bạn học cái trường nào nó phải good. Lúc này mà thấy mấy trường chuyên sám hồn, coi thường đi con. Thôi trường quốc tế là miễn bàn nha, tại trường quốc tế học phí mắc quá miễn bàn. Thì bạn bỏ cái credit vô được trường chuyên. Mà nói về trường nè em, nó nhỏ nhỏ một cái. Có những trường mà nó unlist, những trường mà nó được nó được list á, nó được list á. Cái này thuật ngữ tin học tức là sao ta? Cái hệ thống giáo dục thế giới á, nói chung và hệ thống của Mỹ, Úc, Canada nó riêng á, thì nó sẽ list một số trường trên toàn thế giới luôn. Việt Nam mà được vài trường, thì bạn chỉ học được cái trường list đó thôi. Là cái profile và cái credit đi học vấn của bạn nó cao rồi bạn nhảy, bạn đi du học đồ này nó ngon. Mà còn bạn học bằng mấy cái trường mà nó không list một cái một, trần thân tróc dãy các bạn ơi. Cái này đụng chuyện mới biết nè, chứ mấy em Sủ Nhi không biết được mấy này đâu. Rồi học lần chuyện đi làm cho công ty nào rồi phải lỡ dụ giờ mà nói nè, thôi làm cho Big Four chi lương rẻ, tao ra mở công ty tôi chắc tao bụp. Cái này dở rồi không? Bây giờ á bạn làm cho Big Four Mỹ, không phải Big Four này, mình không có nói Big Four này nha, Big Four Mỹ ví dụ thôi. Tức là tôi nói chuyện của Mỹ để cho nó hiểu, tại vì cái xã hội của Mỹ á là nó có những cái này, các bạn nghe các bạn sẽ hiểu. Còn bây giờ ánh xạ qua sỏi Trung Quốc có cái nó chưa có, hiểu không? Thì khi bạn làm cho Big Four, tức là cái hồ sơ của bạn, bạn ghi cái title job là tôi làm accountant hay là tôi làm manager đó, tôi làm manager này nó kia. Ôi, hồ sơ mạnh lắm bà, đúng không? Tức là cái Big Four nó đã verify cho bạn, bạn đang xây cái đó được trên cái Big Four. Còn sau này Big Four chê trả 80, tao ra ngoài tao kiếm 100 ngàn ngon hơn, hơn 20. Đồng ý là hơn 20, thực tế là hơn 20. Nhưng mà lúc này cash flow bạn chưa cho, chưa chắc có 20 à. Tại sao? Ví dụ giờ bạn ra ngoài bạn làm Big Four là về kế toán các bạn. Tức là kế toán nhận hợp đồng mới nhận trúng. Chủ của công ty chủ nail của thằng kia, công ty chủ nail của thằng Tú nãy mới mở tiệm nail nhá. Xong cái thằng Tú đi kiếm đứa này. Đáng lẽ nó thuê Big Four làm cho nó. Nhưng mà Tú nghĩ quá, nó tiệm tao cười bắp vậy, tao chơi tới Big Four luôn hả? Big Four chạc cao quá. Thôi thằng này nó làm cho Big Four ra nè, thằng này á nó chạc thấp hơn. Nhưng mà Tú giờ tự nhiên dòng tiền cash nhiều quá, làm gì vậy ta? Thôi bạn giờ mình đưa bạn 50 rồi, mình đưa cash 50 được không bạn? Thằng kia nó cần khách, nó chịu luôn chứ sao giờ. Nên lúc này á cái cash flow đó vô tình nó còn thấp hơn lúc nó làm cho Big Four nữa. Là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là nó phải build up cái công ty nó lên, nó build up cái LLC nó lên. Trời ơi, chua như giấm luôn, chua như giấm đó. Nên cái hướng đó là xây dựng cái credit cho bản thân nó cũng. Rồi nói tới đây các bạn hiểu gì chưa? Vậy thì lợi ích của cái việc cash flow với lợi ích của cái việc credit là gì? Cái lợi ích của việc cash flow là nó sẽ giúp cho bạn xây dựng cái hệ thống credit của bạn cao, bạn tốt. Mà hệ thống credit của bạn tốt thì không có lo khi khô gì cả, đúng không? Cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng credit cao. Một thằng credit cao nó sẵn sàng nó mượn nhà băng cả tỷ bên Mỹ nha, không nói Việt Nam, không cần thế chấp gì cả. Còn thằng credit không cao đi mượn, thậm chí nó không trả cho mượn mà lãi còn cao nữa. Giờ ở Việt Nam có, nói Việt Nam có hỏi sườn bạn. Ví dụ ok có nhớ rồi, ví dụ như bạn làm cho công ty ABC, công ty của bạn có lương 5 ngàn, đố bạn thằng đó mở thẻ tín dụng được nhiêu? Dám 5 ngàn đâu, bèo 3 tháng lương Tú, thẻ tín dụng 15 ngàn. Ok chưa? Thấy ngon chưa? Đó là lợi thế của cái credit cao đó. Còn thằng kia Tú luôn, không biết, nói chung mò cua bắt ốc cái gì đó không biết, tháng kiếm 100 triệu bằng đó luôn, đi mở thẻ tín dụng không cho mày mở, mày không có cash flow sao mở, không cho mày mở. Nhưng mà không cho em mở, mày cãi này nha, bảo đảm mấy anh chảy trâu nó sẽ cãi anh. Nó cãi anh Di Xạo, em biết thằng này nè, nó cũng y như anh nói nó mở được, nhà băng lách cho nó thôi mày ơi. Mày biết thì cãi, không biết câm. Lách làm sao? Bắt nhỏ gửi sổ tiết kiệm, đóng băng cái sổ tiết kiệm của nó, xong rồi mở thẻ tín dụng. Ủa mẹ, cái đó khác gì cái thẻ debit? Nó có thẻ debit nữa, ok, cái thẻ debit là thẻ ATM mà đi ra nước ngoài được á. Của bắp dục nó thẳng luôn. Nói về finance nghe em Duy đi. Anh Duy không phải là xây dựng finance trên cái bài toán sách vở của em, mà anh Duy xây dựng cái bài toán finance thực tế ra ngoài đường. Cái debit ai sai? Cái debit là cái của bắp. Tự nhiên thằng kia nó không có gì chơi, nó mở được cái thẻ tín dụng, mà thẻ tín dụng của nó là được 15 ngàn. Nó được mở dựa trên cái điểm cái cash flow nó tốt và cái credit nó cao. Còn thằng kia không có hai cái đó, tự nhiên mày quăng 300 triệu cho nhà băng, đã đời nó lóc mày 300 triệu trong đó, rồi mày mở cái thẻ tín dụng lên, mày cầm mày quẹt, mày nói mày có thẻ. Lùa được mấy đứa mà không đi học thôi. Mà chưa kể ra khỏi hang một cái, thằng kia nằm chầm bẹp. Ví dụ như ra khỏi hang là gì, tức là cái hang này là gì, tức là cái cuộc sống trong mindset của nó trong khoảng thời gian nó tồn tại trên đời. Thầy đi lệnh cũng ghê chưa đó. Tức là cái hang của Tú là gì, là cái cuộc sống của Tú từ lúc Tú nó đẻ ra, nó chào đời, thở nó thải CO2 vô bầu khí quyển tới lúc bây giờ nó đứng đây, và nó nằm trong phạm vi suy nghĩ của nó. Đó là gọi là cái hang của Tú. Mày ra khỏi cái hang của mày cái nằm chèm bẹp, hiểu chưa? Mà chưa kể á, cái điểm credit đó nó đi chứng minh tùm lum tùm la hết á. Em sống kiểu gì cũng đụng nó, lợi ích trăm bề luôn đó. Rồi bây giờ là tới phần câu hỏi dành cho khán giả Tú. Yes, thu nhập thấp mới đối đáp được tốt, thu nhập thấp có đáp được là mừng rồi em, thấy không? Thu nhập thấp là thấp cỡ nào? Ví dụ như em nói thu thấp cỡ nào 10 triệu một tháng rồi là thấp không? Nhưng mà 10 triệu của em có in có out này nọ, có lịch sử giao dịch này tất cả mọi thứ thì em được có được cash flow, thì cái cash flow nó build được cái đó được của em trên 10k, ở trên 10 triệu, và thế giới người ta nhìn cho người ta biết em tháng income 10 triệu thôi. Rồi xong rồi em xài 10 triệu đó như thế nào trong cuộc đời của em thì nó phản nó sẽ nâng cái đà địch của em lên. Em cầm 10 triệu em trả vô xe, em đạp cho nền kinh tế này nọ kia, còn mày cầm 10 triệu đi đánh bài bỏ vào. Bây giờ anh kể cho em một câu chuyện cái kèo này mà rớt địch bằng không tin nổi không? Giờ Tú có con bồ quen nhau năm 15 tuổi tới năm 21 tuổi là kể như là 5 năm 6 năm quen nhau. Lúc đó thằng Tú nó thi đậu đại học, con nhỏ kia thi rớt. Giờ thằng Tú lên tầm cao mới rồi, con nhỏ này không theo kịp nữa, đúng không? Nó không theo kịp thằng Tú nữa nên nó gọi là nó hụt ngọt quá, nó đi cặp đại gia bạ luôn, tại nó đẹp đó, nó đi cặp đại gia cho nó tháng 50, Tú đi làm 10 triệu mà con nhỏ nó không có cash flow. Con nhỏ đại gia con nhỏ nó không có cash flow. Tú á thì Tú có cash flow không? Rồi xong rồi ví dụ như nhỏ bây giờ á, Tú nhỏ đó nó cầm 50 thì nó chỉ xài này xài kia, nó đâu có chứng minh được nguồn tiền tại sao nó 50. Chừng nào hợp thức quá mại dâm đi ok nó chứng minh được. Các bạn ở đây không chỉ hiểu chuyện hợp thức quá mại dâm rồi. Hợp thức quá mại dâm là gì? Tức là khi mà bạn hoạt động mại dâm bạn phải có luật, có luật về mại dâm. Tức là ví dụ như bạn đi ấy đi mà về bệnh đi, kiện con đó được, đúng không? Kiện nó được. Rồi xong rồi chưa kể con đó nó có income, nó phải đóng tax và nó sinh ra cái cash flow của con cà ve, đúng không? Đúng rồi, là cà ve lên tầm cao mới. Ồ, cà ve ngạo nghễ trước cuộc đời luôn. Còn bây giờ trường hợp vậy luật chưa có nữa, con nhỏ nó cầm 50 triệu tháng. Mày làm gì em đường, anh đường, cha đường, chú đường gì đó chạy, nhưng mà không hề có cash flow. Ví dụ như giờ sau này Tú ở Việt Nam Tú chán, Tú đi qua bên Hàn Quốc Tú sẽ lao động, Tú dễ đi hơn nhỏ đó nữa. Tú chưa có hiểu 10 triệu của Tú á, nó chỉ là cái tiền thôi, còn trong cái tiền nó xài cho gì? Mua Medicare, đúng không? Rồi xong rồi đóng thuế, đóng phí, đóng bảo hiểm xã hội thì cái đó là tất cả những yếu tố đó nó tạo ra, nó build lên cái đó được về tiền. Và cái profile của Tú nó sập. Việt Nam mình hay kêu là cái sứ lý lịch của anh kêu là cái profile thì ghi rõ ràng vậy vậy. Ừ, năm này làm công ty này, qua công ty này làm chức bị này chức vụ kia, được giải thưởng này giải thưởng nọ. Còn nhỏ kia không lẽ năm nay anh đường, năm sau chú đường, năm kia nữa cậu đường hả? Gì profile sao được? Tức là nhỏ kia nó bị tích trên gian lắc khoảng thời gian từ năm 18 tuổi tới giờ luôn, không biết làm gì hết đó. Và mấy con nhỏ đó nó đi nước ngoài nó cực kỳ bị so xét. Qua Singapore lụm liền, anh không nói 100% nhưng mà phải là 80%. Rồi kết luận cái video này chỉ có con đường nào để build cái credit for cash thôi. Anh đã nói rất là kỹ nãy giờ rồi. Bạn chỉ cần ready to đẻ, bạn mới build được cho con bạn đời bạn giờ coi như bỏ. Bạn nghe video này để lo cho hậu thế thôi. Bạn lũng một đống rồi build cái gì nữa. Bây giờ bạn nào còn đang đi học thì build kịp nha. Còn nào mà vô đời như tôi giờ thôi rồi 40 tuổi rồi build gì nữa, build mộ thì có. Cái này nó hoàn toàn nghiêm túc luôn các bạn. Tại vì bây giờ lứa tuổi 40 như tụi mình rồi đó thì sinh ra còn quà ở gì nữa đâu. Ai cũng có con cái hết rồi đúng không? Lo cho hậu thế thôi, để lo cho đời nó chuẩn lại nha không? Đầu tiên á, hãy ready to đẻ. Ready to đẻ là gì? Nhắm mà sẵn sàng rồi hãy đẻ. Đẻ xong phải nuôi cho được. Đẻ xong phải có một cái kế hoạch, đó là nuôi con. Cho con nó uống sữa gì để tăng chiều cao, chứ đừng có tối ngày 23, 24 tuổi vô livestream chú Duy Nguyễn hỏi giờ còn cao không chú, ăn gì cao, mấy kiến thức cực kỳ căn bản mà nó hỏi vậy là biết là nó quá kém rồi. Cái nhỏ đó, cái thằng đó hay con đó là coi video này thấp tè rồi, dưới địa trung bình, hiểu không? Tức là mình giáo dục con mình để tới lúc tới nó học tới năm 12 tuổi là những kiến thức vào đời nó biết hết rồi, chứ không phải vô đây hỏi mấy câu đó, đúng không? Ready to đẻ là chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để đẻ xong cho con nó học trường gì. Cái chuyện cho học trường gì cực kỳ quan trọng. Mẹ sai được một cái đi bụi luôn. Tôi thấy có rất là nhiều người nhiều tiền mà cho con học tầm bậy. Bữa hổm đọc bài báo kia, bà kia cho con học trường quốc tế được 2 năm. Rồi xong rồi bà cảm thấy trường quốc tế không đẳng cấp như bà kỳ vọng, mà không biết bà kỳ vọng cái con khỉ gì thì không biết. Rồi xong rồi bà rút con ra học trường ngoài, con muốn nhảy lầu tự tử luôn ba. Xong bà lý do bà đó bà rút con ra trường ngoài tại bà nói học trường quốc tế năm tốn 300. Thì thôi học 2 năm tao mua được cục đất, giờ tao rút con ra ngoài tao đi làm tiền mua đất cho chắc. Tức là cái trường hợp đó là đầu tư cho nhỏ sai hoàn toàn nha các bạn. Bạn xác định học trường quốc tế phải cho học trước recall 2 năm. Người ta học nó từ lớp mầm chồi lá rồi nó vô trong đó nó tới cái gì rồi, thằng con bà ở đâu đó mới vô học lớp 1. Rồi xong bà học lớp 1 bà không ngợp cái lạ đó, học sao lại? Học không lại đương nhiên bị người ta đẩy ra ngoài rồi. Đẩy ra ngoài không hòa học được rồi xong đi luôn. Mà nó đang học cho nó cũng ngon nữa, xong mà tự nhiên lớp 3 thả nó ra trường kia. Xong lấy tiền mua đất thôi xong luôn, không có con đứa con mà ba làm chút bạch ba thử chỗ đó đó. Rồi chuẩn bị học trường gì phải cho nó rõ. Không có kinh tế mà vừa yếu á thì phải luyện cho nó vô trường chuyên, mà trường chuyên á phải đi đúng hướng đó, phải đi vô cái hệ thống nào mà quốc tế nó công nhận đó nha. Má đi bậy bạ xong cái con nó tới hồi nó muốn phát triển nó cục đường luôn là cha mẹ dở. Cái này nói nghiêm túc tại đã ảnh hưởng tới tương lai và tiền bạc các bạn. Đi vô cái hệ thống trường nào á mà mình lên mình search mình tìm hiểu đi, quốc tế nó chấp nhận, hiểu không? Để cho sau này nó lỡ mà nó mang mộng chí lớn đồ có tiền nó đi du học nó đi được nha ba, chứ không phải mà đi mang mát du học rồi đi xong bánh cắt cỏ đồ là nó nhục nhã rồi xong quậy phá lum la Tự nhiên kéo qua Nhật Bản học đóng bển biết làm gì, bển vợ bển teo tua, bên Nhật teo tua, thị phi nhiều lắm, không tiện nói thôi. Rồi cho nó được cái sự giáo dục tốt, rồi từ đó nó sẽ đủ kiến thức, nó tự nhiên nó build còn sao đẹp. Mà lúc đó là cái địch nó gì cũng cao á, nội cái địch nó từ năm nó đi học lớp 1 tới năm nó học 12 nó đã cao rồi, tới học đại học nó cao rồi đó. Và nó giỏi như vậy thì sau này nó đi làm những công việc gì, những ngành nghề gì đó thì khỏi lo cho nó đi đó. Nhưng mà để làm được chuyện đó thì phải có tầm và phải có tiền. Tầm là cái tôi sẽ chia sẻ các bạn nãy giờ, còn tiền đó thì các bạn tự để dành, tự kiếm, có đi nhà lỡ có đất bán bớt đi để làm gì, đầu tư cho nó học, hiểu không? Mình đầu tư cho nó từ nhỏ chứ không phải là tới hồi nước tới chân rồi mới nhảy, tới năm 9 tuổi lớp 9 rồi mới đầu tư xong nói ồ này học dở đầu tư làm chi. Không có đứa nhỏ nào mà mới đẻ nó dở hết á, mà nó dở là do mình, nó dở là do cái môi trường và do cha mẹ, chứ nó đẻ nó nhỏ như nhau, nó không thông minh xuất chúng nhưng nó cũng là người tầm bình thường. Mà người bình thường được giáo dục từ nhỏ tốt thì kiểu gì nó cũng phải thành công ở trong cái cuộc sống này, đúng không? Không cần nó là nhà bác học, không cần là tỷ phú, không cần là phi hành gia xuất chúng, nhưng mà kiểu gì chả làm nên cơm nên cháo. Mà hiểu ý tôi nói không? Nên đừng có bao giờ có những cái suy nghĩ bàn ra vậy mà sau này hại đứa con tội nghiệp, hại đứa con tội nghiệp nữa. Nguyên tắc của tôi là gì? Thí dụ giờ tôi chia sẻ với bạn là bạn làm cho con bạn mạnh là sao là về già bằng sướng, đúng không? Còn bây giờ bạn làm cho con bạn cùi bắp, cổ của bạn không biết mà giữ nổi không nữa thì xong rồi tự nhiên về già mẹ vừa nuôi thân mình vừa báo nó nữa, nó vừa báo mình vừa lo cho nó này nọ kia, vợ con nó các kiểu. Bây giờ thằng con nó vợ rồi còn phải đi sắm đất, đi mua đất, đi xây nhà cho nó nữa, thôi đẻ làm gì, đúng không? Không biết người ta sao nhưng mà mình là vậy nè. Mình mà lỡ mà đẻ thằng con mà tới năm nó 23, 24 tuổi lấy vợ mà vẫn về nhà rồi còn phải làm đám cưới cho nó, rồi xong rồi còn phải cho tiền nó xây nhà, rồi xong phải đi kiếm việc làm nó, thôi tao mình khổ dữ hả? Cái đó là do mình sai thôi. Hồi nhỏ đó mình ẩu với nó, lớn rồi nó báo ngược lại mình. Còn giờ dụ như nó thẳng mình không chém gió, nhưng mà giờ dụ như giờ á cho nó cái nhà nhiều tiền, giờ nó giọng chảnh đi ha, thông cảm chém gió mà các bạn, chém gió kinh tế nha. Cái nhà mình cho nó 1 triệu đô, bây giờ tao lấy 1 triệu đô tao nuôi mày từ năm lớp 1 tới đại học xong, tao không cho gì nữa hả? Lấy vợ tự lấy, đám cưới tự tôi chất mày tao tới thôi, người vợ mày chọn phải tao chọn, okay. Tại sao tôi đã cho nó ăn học tới năm 1 tới năm lớp 12 đại học rồi, nó đủ thông minh mà tỉnh táo để chọn con nhỏ nào, tôi cần quan tâm không? Đó vì tôi thật ra tôi cũng đâu cực gì đâu, vô con nhậu sọ nó chút đỉnh ai con giờ không học với người ta này nọ, ù hãy đưa nhà, hãy nhìn hình Bill Gates đi, lên mất đi đưa mới giữ vô nổ nó, hà nó, đúng không? Đừng lên mạng coi mấy vlog trẻ trâu này nó ngồi chơi game không làm được gì đâu, em nghĩ sao mà mình coi nó đó, rồi cho coi mấy nhỏ đậu Stanford Harvard gì đó làm gương cho nó, không mở những video lịch sử thế giới là nọ kia cho nó coi để cho nó mở mang đầu óc ra thì đương nhiên là cái mindset nó sẽ tăng. Lúc đó là mình chỉ cực giai đoạn mà nó còn nhỏ thôi chứ nó lớn thôi. Còn nếu mà có tiền sẵn rồi thì sướng, còn không có tiền lo kiếm tiền nuôi đó. Kiếm tiền là gì? Cái cash flow của bạn đó. Đồ lúc này là cái cash flow nè, cái cash flow đúng không? Giờ nè muốn chứng minh cash flow xong rồi tôi đi qua đi qua Mỹ thăm gậy cửu. Tại vì sao hồi đó hồi đó coi như hai đứa nghèo như nhau, rồi tôi ở Việt Nam tôi ăn học, hồi nó chịu không nổi nó ăn học, nó lấy ông nào nội nào đó giờ qua bển làm chủ tiệm nail rồi. Bây giờ ông đó hết mực rồi, tôi cũng rảnh rồi, giờ con cái cũng lớn rồi, ví dụ vậy. Ở bển thăm xong rồi ra lãnh sự quán Mỹ chứng minh cash flow nè, quan cạch sao kê ngân hàng nè cho con học trường này cash flow được chưa, xấu xáo nè. Ê hỏi bồ, ê hỏi nhỏ bồ bây giờ bộ bên Mỹ á, bồ cho con học trường gì vậy? Nó cho con học trường gần nhà, trường public. Tôi ở Việt Nam tôi dám cho con tôi học tiền trường international, đúng không? 1 năm 40.000 đô, 12 năm liên tiếp. Vậy thì tôi đi qua Mỹ chơi được không vợ? Welcome to America, đúng không? Ý tôi nói cho bạn hiểu đó, cái đó là cái credit cao nhất để cho các bạn có thể đi vòng quanh thế giới. Lúc này là trái đất này là của chúng mình chứ nó không gúi gói gọn trong một khuôn khổ nhỏ hẹp là giải trình rồi làm hồ sơ bùa đồ, thôi nhức đầu á. Thôi video đã dài rồi, mình sẽ đá qua đá lại những cái vấn đề trong chủ đề chém gió kinh tế nha các bạn. Yên tâm đi sẽ không sót đâu. Còn tất nhiên là chương trình chém gió thì nó sẽ không có hệ thống mà chỉ là cảm xúc, vì gì nó đó thôi. Tạm biệt.